Chào huynh Hồng Tiến à. Đây cô chú. Thấy người mẹ đã mất đứa con mình, thấy đứa ruột luôn cô chú anh chị ơi. Chị cũng thức sáng, chị thì thức sáng đêm hôm luôn, không ngủ, giờ mở mắt không lên luôn đó cô chú anh chị. Trời ơi, thấy nó tội gì sao đâu. Nhìn này, chị ra đây chị ngồi từ hồi sáng tới giờ đó cô chú anh chị. Ngồi, ngồi mà nhìn trên cái hương vị ấy, trên bàn thờ, cái bàn mà để dọn ra đó, để cúng ngay chăn chỗ cái bé Phóng đó cô chú anh chị. Thì cô chú chị á, nhìn á, thấy mình nhìn mình thấy mà mình đau lòng. Bất cứ mà nghe cái tin gì cái là chị ngóng, chị qua nay có ăn uống gì vậy chị? Chị dạ, chị nhớ ăn vô để giữ gìn sức khỏe hả chị? Để... chị bị huyết áp nữa. Hỏi mẹ có đi chợ mua gì không? Cái em mới nói là không con ơi, bữa nay không mua gì hết trơn á. Rồi nói không thôi, nó hỏi bà nội, nó lấy vuốt bà nội vậy nè, hết xong bà nội con đi chơi một chút gì nghe. Cái đấy đi chơi một chút thì chút. Rồi nó mà hỏi đi chơi một chút là một tiếng đồng hồ là nó về. Rồi cái bữa đó sao mà cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà nó không về. Cái bạn nó mới điện về. Điện về nói cô ơi, thằng Linh nó tống đi mà tòng nó không xuống rồi, nó mất tích rồi. Rồi thôi đây rồi cái ra quảng hồn tá quạ ra rồi cái hỏi gì chứ nó mất tích hồi nào, nó nói mất tích nửa tiếng rồi. Rồi chán mặt mày rồi cái mình điện báo công an á. Cho nó ấy đó. Báo rồi hả, cũng rồi cái tỉnh huyện rồi nó xuống tới khuya luôn, nó xuống nó lặn không được. Chắc đó là 4 giờ mấy hả chị? Vậy là đêm đó là có lặn nha. Lặn rồi, bình tĩnh nó qua nó lặn. Mày xuống nó lặn từ cơ với ngoài. Đâu có dám xét đây đâu. Đâu. Bắt được cái hồn rồi, rồi thả cái xác về. Để chọc kim hồn về. Thưa cô chú anh chị, hôm nay nông dân đến nhà của chị nè. Chị là gia đình của bé 16 tuổi đó cô chú anh chị. Thì mình sẽ vào bên trong để cho gia đình chia sẻ nha cô chú anh chị. Sao có lần chung lòn dưới cái bông tông là nó nằm sợ mắc kẹt ở dưới rồi. Dạ.
hôm tôi cúng đây rồi về đàng hoàng xong tôi chạy dưới tôi cúng. Cái măng tông đó là ở dưới nó trống, nó bọng ở dưới hả? Bọng ấy trong lỏng à, nó có ba cái sợ chích nó gàn nó treo ở ba nơi đằng cho nó đừng có trôi đó. Dạ, có ba cái cọng dây xích, bốn cọng dây xích chiền bốn góc lại, đừng bốn góc lại đâu rồi. Dạ hôm xuống cái giấy rồi mà tôi nói vào mấy ông á, cháu tôi vào có lỗi gì mấy ông phải trả nó về cái họ đó để cho ông bà ra dạy vô. Dạ còn bây giờ mấy ông bắt nó thì bắt tôi đồng ý, nhưng mà phải trả cái xác nó về cho nó sum họp gia đình. Dạ đồ cầu tôi nói với vua ông mà ở dưới Diêm Vương ông ở dưới Hà Bá với chồng á. Dạ còn tôi nói bà thị với chồng bà phải trả con cháu luôn. Dạ nó hồi nào phải trả vậy đó. Ông bác là ông nội của bé hả? Nội. Dạ còn mấy bà còn muốn bắt đi nữa thì mấy bà trả cái xác lại, mấy bà dưới làm cái gì. Như làm gì làm thì cũng phải trả cái xác rồi cho gia đình thấy không bác? Thì bây giờ cũng như là mới cái lần đầu thì bây giờ nó nằm bên chính cái họ nào thì phải trả gánh họ nấy là giáo dục, khi nào mà nó làm hai ba lần gì đó thì mấy ông tự xử cũng được. Dạ còn này luôn à, phóng xuống rồi mấy ông mà để ở dưới luôn. Chị cho em hỏi là hôm bữa mà cháu đi tắm vậy là đi đông không nha chị? Đông, đi 10 người vậy? Tại cái tắm với bạn của nó đó. Đi học làm, đi ra gì cắt tre, đặng cho cắt cắm chạy đó. Đặng đi cắm chạy nè, là bữa nay hay gì nè. Rồi cái gì đâu có 3 giờ về rồi, nó mới hỏi em là mẹ ơi có đi chợ mua đồ không? Nói không. Rồi nó hỏi bà nội con đi chơi chút về nghe. Đó, đi chơi một chút về mà đâu có biết đi xuống dưới tắm, mình tiễn đi ra banh rồi đi xuống dưới nó tắm rồi đi luôn. Rồi đâu nửa tiếng đồng hồ sau bạn nó mới điện về là nó mới cho hay là nó dưới nó mất tích. Những gì cũng đi chơi rồi mệt nóng nực rồi xuống tắm cho nó mát, hay ngồi đâu mà xảy ra sự việc. Thì bởi vì cũng như che cái chạy rồi thầy giáo hẹn là 2:30 ra đặng mặn tiếp tục. Không ra đánh trần thôi, ngủ đi xuống như tắm cho nó mát rồi chút này về đặng làm nữa. Phải bữa ông thầy là giáo mà 2:30 mà ông ra thì ông chỉ bông cái này bông cái nọ thì đâu có. Dạ nó cũng khiến khiến. À trời ơi, cái máy mây mòn tông à, mấy thời thời lặng bây giờ không phải vài ngày. Con có nghe nói mà cái đêm đó có cái thợ lặn nào đó mà lặn xuống rồi bị ra máu lỗ tai, máu lỗ mũi gì đó rồi lên nghỉ luôn hả ông bác? Thì bữa trên huyện ở gì tỉnh qua. Tỉnh qua. Mấy người lặn là mấy người bên tỉnh qua. Tỉnh. Dạ. Mà tôi về em này rồi. Rồi lặn sao chị? Lặn. Thì cũng lặn rồi thì lặng. Đâu có chung với được. Dạ. Từ cái mấy bóng đồng đó, lặn vô cái cây cầu mà đi xuống. Dạ. Đâu dám chung. Với hơn nữa là nước chảy mạnh quá nó vô chung vô đó cũng hơi nguy hiểm. Nguy hiểm. Mình nói gì chứ có cái sợ dây thở rồi. Không có sợ gì mấy cái thằng lặn mà bọc nó đi giữa sông đó. Giữa sông thì nó chống không quát, còn con nghĩ ở dưới đó giống như là sợ gác gến chà đồ này kia nó đóng ở dưới là rất nhiều. Cho nên anh mấy anh thợ lặn anh xuống dưới anh cũng sợ ngán. Thì con cũng mong ngày hôm nay thì cũng sẽ có một đội thợ lặn nào đó thì xuống đây hỗ trợ gia đình mình sẽ lặn vô đó tìm thử coi sao.
mình mấy ngày dài bữa nay kiếm hôm tối là một đêm bữa nay là đi 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 nữa rồi. Vậy là gia đình mình cũng là đang kiếm thợ lặn nữa hay không bác? Nếu là ba đo lặn thì có không? Hôm chuyện qua cái đám người kia nó xuống ghe nằm bay mạng đó. Còn vô kêu bà nội nha. Tớ có ngủ được thế nào không? Mình chắc cũng được không ta. Em rồi bắt đầu là mấy đâu 3 giờ mấy em mới về đây. Xuống nó xin keo, nó xin nắm gọt. Dạ. Rồi nó chở về chết. Dạ. Xin keo lặn á hả ông bác? Xin keo lặn. Dạ, lặn cũng phải xin keo ha. Xin keo bà cậu coi có cho không? Dạ, bởi vì ở dưới đó nó cũng có cái gì đó quyền bí linh thiêng. Tại vì mấy người chết nữa. Dạ. Cái khả năng là khoảng 3 giờ chiều nay mới giúp em được. Đúng 4 8 giờ. Chứ không phải 24 giờ mà em nóng. Thì bữa nay là 3 ngày rồi nè. Thì bữa nay nè, 3 giờ chiều nay. Là 3 giờ chiều nay nổi. Dạ, mà bây giờ nó cũng là điện đánh sang 3 4 lần luôn rồi. Tối là điện không nói là người nhà đi đừng có nóng. 48 giờ mới giúp được. Chứ không phải là 24 giờ. 24 giờ chỉ mới có nổi ấy là nó không có lên trên. Thì bà nội nó hôm xuống khuya đó, tôi buồn ngủ quá đứng đêm rồi hôm nằm ngủ bà xuống cái ngang nó xây vòng đó rồi bà nội xuống nè đó giờ con còn ở dưới thì cái ngang này nó quay vòng tròn cho bà nội biết xây vòng tròn vậy luôn còn... vậy luôn đó không bác? Như đi với bà kia kìa. Xuống rồi không ấy, bà đến đây nè, đâu biết bà đi dưới, nếu bà đi dưới là bắt đầu tôi xuất hiện là bắt đầu theo rồi. Dạ. Rồi khuya này tôi nghe nói. Dạ. Rồi tôi mới thức sáng xuống nó, sáng nó xuống cả 4-5 giờ á. Dạ, 4-5 giờ ông bác xuống dưới ha. Xuống dưới. Chỗ Bình Hòa. Cầu đặng mấy bà. Dạ. Thì cũng không biết nói gì sao, thì cũng là gia đình mình cũng bớt nén đau lại, đừng chờ trong ngày hôm nay cứ hy vọng tìm được em như thế nào không bác? Bởi vì những gì bây giờ nói kia mua đá cạc đá chứ còn mua để đó rồi đào, bây giờ nó không có vớt được rồi mua làm gì? Dạ. Mua để đó rồi bắt đầu giờ mua mà điện cái rồi nó chở vô rồi. Dạ. Bây giờ thôi lo cái xác nó nè. Dạ. Giờ nó tới số thì theo ông bà nó thì mấy ông cho mới trả xác rồi cho nó nhào lên rồi nó mới ra trả lặng như thế này nè. Cái hoàn cảnh gia đình của mình đó mà hiện thời bây giờ con cũng có nghe nói là hơi khó khăn á, phải không ông bác? Bây giờ kiếm ăn là xài hàng ngày. Dạ. Còn cái dư nó không dư nổi, từ thiếu không dư. Dạ. 4-5 người làm đó, chứ không phải mà một người đó mà tôi nè, bà nó nè, nó còn mấy cháu cũng đi làm luôn. Nè. Cái gia đình mình khó khăn như thế nào đó ông bác? Ông bác có thể chia sẻ cho... Cũng như là mặn được là xài hàng ngày thôi. Gia đình gồm có mấy người rồi lao động sao hoặc khó khăn thì sao đó chị? Lao động thì cũng được 5 người. Dạ. Còn 5 người kia là ăn, đi học, có bà già nữa. Dạ, bà già 90 rồi. Dạ. Với ông bác này ha. Ông bác thì cũng tuổi cũng lớn rồi, ông cũng đâu có còn đâu. Được. Bé Linh với chị được mấy anh em? Nó tổng cộng là 5 anh em, 3 trai 2 gái, nó là người thứ tư. Linh người thứ tư. Người hai đứa em gái là đi học chưa? Hai đứa em gái đi học, đứa học lớp 8, đứa học lớp 4. Nó là học lớp 9. Đó em học khá không? Học giỏi, nhà trường cũng khen, chưa có tự hồi vô học tới giờ thì cũng chưa có, thầy cũng chưa có nói gì mà học dở là gì không có, chưa có. Nói chung là bé cũng ngoan. Ngoan, giỏi.
Rồi bây giờ thì nó nếu 3 ngày rồi mà tới 4 giờ rồi nó nổi rồi. Còn bây giờ thì nó lên bình, nó lên xuống, để nó không nổi rồi bật lên tới trên. Dạ. Đời thôi. Sau này tới 3 giờ chiều này cũng vô tìm em được xong rồi còn phải đám tiệc 2-3 ngày liên tục. Tối này thì anh em đồ cũng nhiệt tình. Cũng ngồi ngồi ở dưới á. Có ai đâu về thì ngồi ẩn chút, còn ngồi thì trải chiếu hình tại đó luôn. Có chiếu ở dưới đó. Ghe mà không chịu được. Người nhà nóng ruột thì nằm vậy thôi, chứ nhưng mà từ 3 giờ chiều nay, từ 3 giờ chiều nay sáng mới nổi lên. Rồi á là kêu là hôm qua tôi bên đây tôi điện mấy phút đó về nhà tối tôi điện nữa. Ông mới nói là người nhà đừng có nóng ruột, là khoảng 3 giờ chiều nay là mới đúng gần 48 tiếng đồng hồ đó. Thì cái phần xác đó nó sẽ nổi lên trong cái khu vực mà trên dưới có khoảng cây số thôi, chứ không có xa. Rồi xong rồi nó nổi lên rồi đó, bắt đầu là nếu mà không có người vớt liền đó, bắt đầu nó theo cái đường nước nó mới đi. Chứ không phải mà ngồi rồi đó chờ chụp vậy, cũng nóng ruột thôi chứ cũng không có tiền cũng sao. Thì mình ngồi đó, nó bất giờ nào mình canh mà, bất giờ nào đặng mình xuống mình dứt, đem về liền. Nghiệp nước thì xin về mấy ông bắt mất, chứ bây giờ mình xin cái xác về đằng mà về cho hợp gia đình đằng ra xác lấy xác rồi đằng là chôn cho biết không làm cọc hơn. Hai bé này là em cái này là con nè, con này là cháu. Dạ. Con của người bé này là em của Linh đó ha. Em của Linh cái hình đó cái Linh qua bà cũng nghi lắm đó, bà nói xong cái đám này nó bàn tính cái gì đây, biết là con thấy gì con nói. Chị em hỏi là hiện tại giờ mình được bao nhiêu chiếc ghe đi tìm mà không có 2 chiếc à, 3 chiếc mà hư hình chiếc ở đây còn 2 chiếc. Thì hồi nãy mình thấy là 1 chiếc đang sửa ngoài thôi. Rồi ghe đó là mình thuê hay là ghe nhà? Cái đó cũng của mấy anh đồ đó mà đem qua rồi đi tìm kiếm. Ghe là ghe nhà không, chứ mình là không có thuê chiếc nào hết. Dạ, mình cũng có hỏi thuê nhưng mà ta không có. Tại cái số hàng này vậy dạ, mình không có mà mướn cái gì của ai được hết trơn. Dạ, tự sinh công già ra làm không hay sao. Dạ. Mình mướn thợ làm thì cũng không được. Mà bây giờ mình mướn tàu, mướn ghe á.